Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của anh thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Vào năm 2015, giới cổ sinh vật học đã có một sự kiện mà có lẽ không nhiều người biết đến. Đó là một nghiên cứu mới đã chính thức khôi phục tính hợp lệ của một cái tên khủng long hết sức nổi tiếng, từng được xem là một trong những cái tên khủng long có tính biểu tượng nhất trong lịch sử. Đó chính là Brontosaurus, thằn lằn sấm. Dù nổi tiếng đối với công chúng nhưng từ lâu, Brontosaurus đã bị giới khoa học xem là danh pháp đồng nghĩa với Apatosaurus, và vì Apatosaurus là danh pháp có trước, nên Brontosaurus không còn hợp lệ và dần dần bị loại bỏ khỏi các tài liệu khoa học. Tuy vậy, nhờ có nghiên cứu vào năm 2015, trong đó chứng minh rằng giữa các mẫu vật Apatosaurus và Brontosaurus có sự khác biệt nhất định, đủ để xếp chúng vào những chi khủng long khác nhau, Brontosaurus đã trở lại. Và không biết có phải là trùng hợp hay không, chỉ 2 tháng sau khi nghiên cứu này được công bố thì đến tháng 6 năm 2015, game ARK ra mắt và Brontosaurus cũng xuất hiện trong game như một giống loài chính thức. Một sự xuất hiện không thể nào tuyệt vời hơn để kỷ niệm sự trở lại của chi khủng long cổ dài rất đỗi quen thuộc với công chúng trong phần lớn thế kỷ 20. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem thử Brontosaurus trong ARK và những gì chúng ta biết về chúng trên thực tế giống và khác nhau như thế nào nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Helena Walker, tác giả của hồ sơ ARK đã viết gì về Brontosaurus? Helena viết rằng, trong số những sinh vật khổng lồ tôi từng thấy trên đảo, Brontosaurus lớn hơn bất kỳ con khủng long chân thằn lằn nào mà tôi từng đọc trong sách vở. Thật ra thì nó khổng lồ tới nỗi nó có thể bình thản phớt lờ hầu hết những sinh vật khác. Tôi từng thấy một bầy raptor xé xác những con khủng long nhỏ, trong khi Brontosaurus vẫn cứ tiếp tục ăn, dường như chẳng mảy may để tâm đến những kẻ săn mồi. Vì sự hiền lành của nó mà Brontosaurus rất hợp để làm động vật chuyên chở. Những bộ tộc hòa bình sử dụng nó để vận chuyển những lượng tài nguyên khổng lồ, còn các bộ tộc khiếu chiến thì sử dụng nó để cơ động quân đội. Kích thước và sức mạnh biến nó trở thành một trong những sinh vật hiếm hoi trên đảo có thể mang được cả một căn cứ trên lưng. Chỉ có điều kích thước khổng lồ đồng nghĩa với việc quá trình thuần phục một con Brontosaurus có thể mất rất nhiều thời gian. Một số người có thể nghĩ rằng đây là một con Apatosaurus, Rhinoceros, Argentinosaurus hay một con khủng long chân thằn lằn nào đó. Nhưng đây là một hòn đảo kỳ lạ và tôi chính là người đã nghiên cứu nó. Tôi tin chắc rằng chi khủng long này là Brontosaurus và không ai có thể khiến tôi nghĩ khác được. Brontosaurus trong ARK có thể chậm chạp và được đánh giá là hiền lành, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp kích thước khổng lồ và sức mạnh của chúng. Một cú giẫm của một sinh vật khổng lồ như vậy đương nhiên sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề, dù là vô tình hay cố ý. Chưa hết, chúng còn sở hữu ngón đòn đặc trưng của những loài lương long có đuôi dài, đó chính là những cú quật đuôi cực mạnh, có thể khiến cho một người chơi trầu trời chỉ sau 1 đến 2 đòn. Chúng cũng sở hữu lượng máu lớn để khiến việc đánh bại một con Brontosaurus với người chơi trở nên khó khăn hơn. Trước khi có sự xuất hiện của Titanosaur, Brontosaurus không chỉ là con khủng long cổ dài lớn nhất mà còn là khủng long lớn nhất game. Vì thế không khó để bạn có thể nhận ra nó từ xa. Chúng thường đi một mình hoặc thành những nhóm nhỏ. Chúng có ngoại hình đặc trưng của những con khủng long chân thằn lằn, cổ dài, thân mình to lớn được chống đỡ bằng 4 chân cực khỏe, cái đuôi cũng rất dài. Một điểm nhấn khác là hàng gai nhỏ chạy từ cổ cho đến gần đuôi. Màu da của Brontosaurus trong game thường là các màu tối, màu sáng thì vẫn có nhưng mà hiếm gặp hơn. Như đã nói, Brontosaurus là một con khủng long khổng lồ có những đòn đánh khá lợi hại như giẫm chân hay quất đuôi với phạm vi sát thương rộng. Cú quất đuôi của nó có thể đẩy bạn ra xa, còn cú giẫm chân của nó có thể khiến bạn bẹp lép như con tép nếu không kịp né tránh. Để đánh bại và thuần hóa Brontosaurus thì bạn cần giữ khoảng cách, sử dụng vũ khí tầm xa hay những con khủng long săn mồi đủ mạnh. Điểm yếu lớn nhất của Brontosaurus chính là nó rất chậm chạp, cả về tốc độ di chuyển lẫn tốc độ tấn công. Đồng thời kích thước khổng lồ cũng rất dễ khiến nó bị mắc kẹt bởi các vật cản trên đường đi. Brontosaurus một khi đã được thuần phục thì có thể đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau, từ cỗ xe tăng dơ thân chịu đòn bảo vệ đồng đội, quái thú gây sát thương trên diện rộng, hay làm phương tiện vận chuyển nhờ có tải trọng lớn hàng đầu trong game, cho đến một căn cứ di động. Đặc biệt là chúng còn có thể đảm nhận vai trò thu thập cực tốt, nhất là đối với quả mọng berries. Nếu bạn ra lệnh cho một con Brontosaurus tấn công thực vật ở gần nó, bạn sẽ thu được một lượng lớn tài nguyên như gỗ, rơm rạ và quả mọng. Nó còn được các game thủ mệnh danh là máy thu thập berries. Rồi,
Bây giờ Dynoman không múa phím trước mặt các game thủ nữa. Chúng ta hãy đi vào phần nội dung mà Dynoman yêu thích hơn cả, so sánh với thực tế. Như đã nói, Brontosaurus là một chi khủng long có nhiều vấn đề trong quá khứ lẫn hiện tại mà cho đến nay, các nhà cổ sinh vật học vẫn chưa thể giải quyết được triệt để. Thậm chí nó còn từng bị gạch tên khỏi danh sách những chi khủng long hợp lệ vì người ta cho rằng nó đồng nghĩa với Apatosaurus, bất chấp việc nó là cái tên nổi tiếng hơn chỉ vì nó xuất hiện sau. Hiện nay thì tính hợp lệ của Brontosaurus đã được khôi phục, nhưng vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu hết về con khủng long này, chẳng hạn như ngoại hình cũng như tập tính sinh sống. Có lẽ chính vì sự loạn trong thông tin khoa học về Brontosaurus mà trong hồ sơ ARK, thông qua lời của Helena Walker, nhà sản xuất cũng thừa nhận rằng họ phải kết hợp nhiều loài khủng long khác nhau để tạo nên Brontosaurus, từ Apatosaurus, Deinonychus và Argentinosaurus. Thế nên Brontosaurus trong game sẽ có của loài này một chút, loài kia một chút. Cái đầu chính là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất ở Brontosaurus. Trong lịch sử thì chưa từng có một hộp sọ nào của Brontosaurus được phát hiện, và từ đó đến giờ người ta đã phục dựng phần đầu của Brontosaurus dựa vào hộp sọ của nhiều loài sauropod khác nhau. Đầu tiên là Camarasaurus, sau đó là Camarasaurus kết hợp với Brachiosaurus. Tiếp theo thì trong giai đoạn mà người ta đồng nhất Brontosaurus với Apatosaurus, đồng thời dựa trên mối quan hệ giữa Apatosaurus với các loài lương long, họ phục dựng hộp sọ của Apatosaurus dựa trên hộp sọ của Diplodocus. Ngay đây thì khi Brontosaurus được khôi phục trở lại, đồng thời được xác định có họ hàng rất gần với Apatosaurus, các bản phục dựng mới đương nhiên cũng dựa vào hộp sọ của Apatosaurus để tạo ra hộp sọ của Brontosaurus. Dù không dám chắc hoàn toàn nhưng mình thấy có vẻ như hộp sọ của Brontosaurus trong ARK được lai giữa hộp sọ của các loài khủng long hộ pháp với các loài lương long, chứ không hẳn là lấy nguyên mẫu từ một loài cụ thể nào cả. Một điểm khác biệt nữa là tỷ lệ cơ thể của Brontosaurus trong game không giống với Brontosaurus trong thực tế nói riêng với các loài lương long lắm. Lương long như Apatosaurus hay Diplodocus sẽ có đuôi rất dài, trong khi cổ sẽ ngắn hơn một chút so với phiên bản trong game. Cái đuôi của họ lương long từng gắn với một truyền thuyết là chúng có thể quất mạnh tới nỗi phá vỡ bức tường âm thanh. Tuy nhiên truyền thuyết này đã bị bác bỏ trong một nghiên cứu vào năm 2022, dù không ai phủ nhận chúng vẫn là một vũ khí lợi hại khi quất, giống như trong game. Một chi tiết khác mà trong game bạn sẽ không thấy đó là các nhà khoa học cho rằng cổ của Brontosaurus cũng có tác dụng trong giao chiến. Những đốt sống cổ của Brontosaurus rất lớn và do đó, chúng có thể dùng để hỗ trợ cho những cơ bắp mạnh mẽ. Ngoài ra trên cổ của chúng cũng có thể có những cấu trúc nhằm tăng độ nổi bật và sát thương như gai và mấu lồi làm bằng keratin. Do đó chúng có thể dùng cổ để phân định cao thấp với nhau giữa các cá thể trong cùng loài, có lẽ là để tranh giành quyền sinh sản giống như cách mà hùng cao cổ giao chiến bằng cổ ngày nay. Còn những chi tiết khác như màu sắc, trang trí bề ngoài thì đương nhiên là chúng ta không có bằng chứng để xác định xem là tạo hình trong game đúng hay sai, và điều đó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sáng tạo của nhà làm game. Danh pháp của loài Brontosaurus trong game là Brontosaurus Lazarus. Cái tên Lazarus này thật sự là có dụng ý của nhà làm game ở trong đó. Theo Kinh Thánh thì Lazarus là một người rất được Chúa Giêsu yêu quý, nhưng không may bị bệnh nên qua đời. Bằng phép lạ của mình thì Chúa Giêsu đã khiến cho Lazarus sống lại, qua đó làm nhiều người tin vào phép lạ của Chúa Giêsu. Cái tên Lazarus này do đó thường được dùng để chỉ những trường hợp cải tử hồi sinh, và trong trường hợp của Brontosaurus, chi khủng long này cũng như được hồi sinh một cách thần kỳ sau nghiên cứu năm 2015. Còn trong thực tế thì hiện tại chúng ta đã có 3 loài Brontosaurus được xác định, gồm có Brontosaurus excelsus, Brontosaurus parvus và Brontosaurus yanapin. Kích thước của Brontosaurus trong game thuộc hàng to lớn nhất, với chiều dài hơn 66m, bằng khoảng một nửa so với Titanosaur. Trong thực tế thì chúng không to lớn như vậy. Ước tính gần đây cho rằng chúng chỉ dài tối đa khoảng 21-22m, nặng từ 15-17 tấn và không nằm trong top những khủng long chân thằn lằn lớn nhất. Dù vậy thì Brontosaurus, hay còn có tên gọi thân thương hơn là thằn lằn sấm, vẫn là một trong những biểu tượng không thể quên của thế giới khủng long. Được khám phá cách đây gần 150 năm, vật đổi sao rời, trải qua nhiều thử thách, nhưng cuối cùng thì cái tên Brontosaurus vẫn sống và tiếp tục được mọi người yêu mến. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các game thủ ARK đã có thêm một vài thông tin bổ ích về Brontosaurus và sẽ có những giây phút chơi game vui vẻ cùng con khủng long này trong ARK. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.